Dạ Thúy An xin chào quý cô bác quý anh chị các bạn. Và chiều nay là ngày, đây là ngày 22 tháng 1 nha cả nhà. Tết cũng sắp tới rồi nha cả nhà. Tết cũng sắp tới rồi cho nên mình cũng bán nhận đơn bữa nay với ngày mai nữa thôi nha cả nhà. Mà mình không nhận đơn nữa tại vì nhận đơn có thể là hàng nó ship không tới cho khách trước Tết được. Cho nên nay mình chia sẻ cái clip này á. Rồi mình báo giá mấy cái máy tính bảng và điện thoại á, cả nhà mua được ủng hộ mình. Trước tiên là em chia sẻ cái iPad nha cả nhà. iPad này là iPad 2. Màn hình 10 inch. Máy màu trắng bạc nha. Cái này RAM 2GB 16. Coi YouTube, học online được nha cả nhà. Mình vô cấu hình cài đặt nha. Cũng tò mò ghé kiếm kênh mơ á ha. Này iPad 2 nha cả nhà. Cái này giá 1 triệu không xài sim nha. iPad 2 màu trắng bạc giá 1 triệu không xài sim. Lên mạng coi YouTube bình thường, học online bình thường. RAM 2GB 16. Trời, tiếp theo em có cây tab 4 nha. Nam về được 3 cây tab 4 nha. Tab 4 này màn hình 8 inch. Android nó chạy 4.4. Vẫn coi YouTube, Zalo, Facebook, TikTok được nha cả nhà. Thế em bán điện thoại với hình thức là ship code, ship toàn quốc. Ai có nhu cầu mua alo mình số điện thoại 0388 792 574. Mình bán máy không kèm phụ kiện nha, phí ship khách trả. Cây này máy đẹp trên 80% nha. Mặt kính là không trầy xước gì nhiều. Mặt sau khách nào có nhu cầu á, mình kêu mình tải YouTube á, xanh đen không quảng cáo thì mình tải cho. Còn khách nào này về không chơi game á thì xóa thì mình. Rồi cây này giá 900. Rồi tiếp theo em có về cây Tab 8 Pro. Cây Tab 8 Pro này mặt kính hơi trầy nha cả nhà. Mặt sau máy được 80%. Kính trầy nhưng mà màn hình vẫn mượt nha, không ảnh hưởng gì tới cảm ứng hết. Cây này Android nó là em vô coi Android này nó mới chấm. Android nó 6 chấm. Tab 8 Pro màu vàng đồng hột gà. Cây này giá 700k nha cả nhà. Cây này để em test camera luôn. Nói chung mình bán máy cho khách là thứ nhất là màn hình, thứ hai là pin nha. Pin là pin cầm, pin con trâu, máy cầm pin. Cây này giá 700k. Tiếp theo em còn duy bảy tab 4 nha. Em có về 3 cây tab 4 nha. Máy cũng đẹp trên 80%. Mặt kính trước không trầy xước nhiều nha. Nó hơi bị dính dơ một tí, em chưa chùi nha. Máy này chùi lên là máy vẫn đẹp nha. Nó hơi dính dơ một tí. Cây này giá cũng 900 nha. Camera. Còn nháy quá. Hả? Này chắc nháy quá. Tiếp theo em sẽ tiếp chuông. Tab 4 màn hình 8 inch. Em bán hai bữa nữa trên kênh, chắc em không quay video nữa nha cả nhà. Khách nào có nhu cầu mua cứ liên hệ em, ở gần thì chạy lên giùm em. Ở thành phố Tân An, em bán ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha. Bây giờ cũng sắp nghỉ Tết rồi, em ship sợ trong Tết không tới khách nổi cho nên em nhận đơn bữa nay với ngày mai thôi. Còn khách nổi gần tỉnh Long An hoặc là vòng vòng tỉnh thì em có thể em chạy em ship tới luôn cho khách luôn cũng được. Nói chung chịu cực mấy bữa nay cho khách nhận được hàng lẹ. Rồi cây này 900k. Dạ tiếp theo còn cây Asus nha cả nhà. Cây Asus này màn hình 8 inch. Cây này giá 700k. Màu trắng. Mặt kính trước trên 80%. Mặt sau được 80% nha cả nhà, mặt sau hơi xấu. Cây này giá 700k. Tiếp theo em còn cây Huawei nha. Huawei cây này giá 800k. Màn hình 8 inch nha. Máy đẹp trên 80%.
Nói chung những cái dòng máy tính bảng này em hay bị mất nắp nha, nhưng mà vẫn xài sim bình thường nha, mất nắp nhưng vẫn xài sim, tại vì khách trước xài á nắp nó hay gỡ lắm cả nhà, nhưng mà xài sim vẫn xài thêm bình thường. Cây này giá 800k. Huawei cái dòng này con chip nó mạnh nha cả nhà, hát karaoke đều được hết. Rồi giá 800k, màu trắng bạc. Rồi tiếp theo em sẽ chia sẻ mấy dòng điện thoại nha. Dạ tiếp theo em có cây IT nha. Cây này giá 500k nha, Android nó 5 chấm. Vẫn coi YouTube bình thường, chụp hình Zalo này kia. IT giá 500k nha, màu tím nhạt nè, Android nó 5 chấm nha cả nhà. Màn hình 7.5 inch, màu tím nhạt, máy được 80% nha, giá 500k. Tiếp theo còn cái Lenovo nha, Lenovo này là giá là cũng 500k luôn, màn hình 7.5 inch luôn. Cái này Android nó cũng 5 chấm mấy luôn, vẫn vô YouTube coi bình thường, Zalo, Facebook bình thường. Rồi giá 500k, màu đen nha, Lenovo. Dạ tiếp theo còn cây Tappa nha. Cây Tappa này giá 600, mặt kính sau hơi xấu, nó bị dơ một tí thôi, mặt kính trước. Nói chung máy được 80%, cây này giá 600k, Tappa V. Rồi bây giờ em sẽ chia sẻ điện thoại. Em còn cây Oppo F7 RAM 4GB 64, camera nè cả nhà. Camera trước, máy đẹp trên 80% nha. Cây này giá 1.8 triệu, màu đỏ. Rồi em vô cấu hình điện thoại. Nè, RAM 4GB 64 nè cả nhà. Khách nào ở thành phố Tân An á, ở gần thì chạy lên mua giùm em nha. Hoặc ở Bến Lức chạy xuống cũng được, Tiền Giang này kia, họ ở Tiền gần Tiền Giang em có thể chạy xuống ship hàng cũng được. Tại vì Tết á bưu điện không nhận đơn. Ship lâu á, ship không tới trước Tết. Cho nên khách nào ở gần em có thể chạy tới ship cho khách cũng được. Cây này giá 1.8 triệu nha, màu đỏ. Rồi. Tiếp theo em có Z7 Pro. G7 Pro RAM 3GB 32. Dòng G7 Pro em bán được lắm nha cả nhà. Máy mạnh, pin con trâu nha. Cây này để anh test chuông âm lượng. Camera nó quay phim cũng đẹp nữa. Mặt kính trước không chạy xước nhiều nha, mặt sau cũng vậy, máy được trên 80%, giá 1.7 triệu. Dạ tiếp theo em còn cây G7 Pro nữa, nhưng mà vỏ hơi xấu, mà vỏ sau được 80% thôi, mặt kính trước trên 80%. Cây này em bán giá 1.6 triệu cho khách, bớt cho khách để khách mua lần nha. G7 Pro RAM 3GB 32, màu vàng đồng luôn, giá 1.6 triệu. Âm lượng. Rồi em test cảm ứng cho khách luôn. Qua có một thầy ở Bến Tre xuống mua hàng của em. Nói chung thầy hay mua hàng lắm. Thầy ở Vĩnh Long nữa. Có một thầy ở Vĩnh Long cũng hay mua hàng, cũng hay coi kênh của em. Rồi cây này em test hình nha cả nhà. Cảm ứng không có bị gì hết, không bị liệt, không bị gì hết. Giá 1.6 triệu. Dạ. Con trên điện thoại với đây thì là sao anh? Như thật luôn. Đang test. Test thì vậy luôn. Dạ, thì nó sao em bán hàng mà có sao nói vậy như vậy khách. Test thì vậy luôn. Dạ. Rồi cây này là cây iPhone 5 thường nha. Cây này hết pin. Cây này em bán giá 700k. GB 16. Máy sạch không dưới ai lao gì hết nhưng cả nhà mua về xài thôi. Máy này em đang sạc. Màu trắng bạc. Cái pin nó sạc,
Dạ, tiếp theo em sẽ chia sẻ cây chi bẻ cộng. Chi bẻ cộng em có hai màu nha, màu vàng đồng và màu đen. Màu vàng đồng á là máy được trên 80% nha, chở được trên 80%, RAM 4 GB32. Cây này là xài chơi game Liên Quân Chi Phai đều được nha cả nhà. Rồi cây này giá 1.900.000. Dạ, tiếp theo có cây GB cộng nữa, vỏ hơi xấu, mặt kính trước trên 80%, không chạy xước gì nhiều nha. Mặt sau vỏ hơi xấu, nó hơi bị nổ rồi cả nhà, cho nên cái này là vỏ riêng em không thay, cũng RAM 4 GB32. Cho nên cây này em bán giá mềm cho khách, để khách có mua ốp lưng để vô cho đẹp. Cây này em bán giá 1.800.000 nha cả nhà. RAM 4 GB32, cây này của em cũng test cảm ứng. Nói chung là trước lúc em đi lấy máy em bán cho khách đó là em test máy nghiêm chỉnh thì mới bán cho khách, cảm ứng này kia, chuông lo sim này kia hết, pin là pin con trâu cho khách, máy cầm pin. Cây này 1.800.000, vỏ hơi xấu, mặt kính trước trên 80%, mặt sau được 80% thôi. Rồi màu đen. Rồi tiếp theo em còn cây Vinmat. Cây Vinmat này giá 700.000 nha, RAM 1 GB16, coi Zalo, Facebook, YouTube bình thường nha, màn hình 5 inch. Cái này Android nó cao nha, RAM 1 GB16. Để em vô em coi phần Android nó. Android nó 8 chấm nha cả nhà. Em có hai cây nha. Cây này cũng vậy, cây này giá cũng 700.000, hai cây đều màu đen hết. Rồi tiếp theo là những dòng G-Hydrim, là lúc nào trên kênh em cũng có nha cả nhà. Dòng G-Hydrim em dễ bán cho nên lúc nào em cũng nhập hết. Cây này em tắt nguồn rồi sáng, để mở nguồn lên, trước lúc em đợi lên nguồn em sẽ test cây khác. Đây em có cây G-Hydrim nữa, cây G-Hydrim này giá 750.000, xài Zalo, Facebook, YouTube đều được, học online được luôn nha, vô Room, Google Maps được luôn nha cả nhà. Màn hình 5 inch, cây này giá 750.000. Cây màu vàng đồng hột gà cũng vậy nha, máy được trên 80%, vô Room, Google Maps, học online được luôn, giá 750.000. Rồi tiếp theo còn G700 nha. Cái G700 này giá 900.000, mặt kính trước không chạy xước nhiều nha, được trên 80%, mặt sau có dán, dán màu đen, máy màu đen nha. Cây này giá 900.000, RAM 1.5 GB16 nha cả nhà. Cây này cũng màn hình là 5.7, 5.6, 5.7 vậy á. Cây này là vô YouTube, Zalo, Facebook đều được hết. C700 còn gọi là C7 thường, để em tách chuông luôn. Cây này em hay bán miền Tây á. Rồi giá 900. Rồi tiếp theo em còn Apple. Cây Apple Neo 7. Cây này máy đẹp nha, máy nghiêm chỉnh, cây này giá 750.000, RAM 1 GB16, màu trắng, giá 750.000. Tiếp theo em có cây Asus nha. Asus cây này là giá 700.000, màu đen, chơi game quá trời luôn. Cái này khách nào mua về không chơi game thì xóa giùm em, tải ứng dụng khác về xài. Cây màu đỏ này nó bị cấn kính nha, cây này em bán là giá 600.000, cấn kính ra đây một góc nha cả nhà. Tết tới rồi cho nên bán giá hữu nghị cho cả nhà mua. Rồi em có cây Matte. Cây Matte này là giá 750.000 nha, màu trắng bạc. Dạ tiếp theo em còn cây Samsung RAM G7120. Cây này giá 600.000, màu trắng nha cả nhà. Cái em bán Samsung là chính hãng, màn hình riêng nha. Dạ tiếp theo em còn cây Huawei nha. Huawei cây này màu vàng, giá 600.000. Dạ Thúy An xin dừng clip ở đây, mong quý cô bác và anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều cái clip hay cho cả nhà cùng xem và mua được nhiều dòng điện thoại về bán cho cả nhà. Hẹn clip sau.